Ông Trump tố ông Obama đưa ra nhiều tuyên bố kích động cản đường. Quý vị thính giả thân mến, trên Twitter ngày 28 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổng thống Barack Obama đưa ra những tuyên bố mang tính kích động và cản đường, làm phức tạp tiến trình chuyển giao quyền lực. Theo AP, cố gắng nỗ lực hết sức để không quan tâm đến nhiều tuyên bố đầy kích động và cản đường của Tổng thống Obama, ông Trump đã viết như thế trên Twitter, đồng thời cho rằng tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ không suôn sẻ do bị ông Obama gây cản trở. Ông Trump đưa ra bình luận trên sau khi ông Obama cho rằng ông có thể thắng ông Trump để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba nếu được phép tranh cử, và đa số người dân Mỹ vẫn còn ủng hộ tầm nhìn chính trị của ông. Vài phút sau đó, cũng trên Twitter ngày 28 tháng 12, ông Trump chỉ trích chính sách của chính quyền Obama đối với Israel. Ông Trump viết trên Twitter, chúng ta không thể tiếp tục để cho Israel bị đối xử khinh bỉ và thiếu tôn trọng. Họ từng có một bằng hữu tuyệt vời là Mỹ, bây giờ không còn nữa. Tình bằng hữu kết thúc do thỏa thuận hạt nhân với Iran và bây giờ là nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Hãy mạnh mẽ lên Israel, ngày 20 tháng 1 năm 2017 sắp đến gần. Ông Obama từng gay gắt phê phán ông Trump trong chiến dịch bầu cử. Tuy nhiên, sau khi tỷ phú Mỹ đắc cử, ông đã hứa sẽ giúp ông Trump chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, chính quyền hiện tại bày tỏ bất bình với những hành động, động thái của ông Trump. Ví dụ, các cuộc nói chuyện với lãnh đạo nước ngoài được tiến hành không hề có các khuyến nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ. Như Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, đội ngũ cộng sự của ông Obama đang cố gắng cài mình cho chính quyền tương lai của ông Trump, gây phiền phức cho công việc của họ trên vũ đài quốc tế. Đặc biệt, luật về chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm 2017 được ông Obama ký tuần trước đã ràng buộc chính phủ mới một đường lối bài Nga. Hồi tuần rồi, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng khu định cư cho người Israel trên lãnh thổ của Palestine. Tình cảnh một nước hai vua của Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tham gia vào nhiều sự kiện quốc tế trước khi nhậm chức khiến nước Mỹ đang trong tình cảnh một quốc gia hai tổng thống. Việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gần đây tỏ ra lấn lướt Tổng thống đương nhiệm Obama trong việc xử lý một số vấn đề quốc tế khiến hiện trạng chính trị nước Mỹ trở nên rắc rối và khó hiểu nhất trong lịch sử, theo Atlantic. Bình luận viên Uri Friedman nhận định khoảng thời gian chuyển giao quyền lực giữa các đời tổng thống luôn là thời kỳ phức tạp đối với nước Mỹ và thế giới, nhưng chưa từng có tổng thống đắc cử nào trực tiếp can dự vào những vấn đề đối ngoại như ông Donald Trump. Sau khi thắng cử năm 1992, tổng thống đắc cử Bill Clinton tuyên bố tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm, đồng thời khẳng định dù vào bất kỳ một thời điểm nào, nước Mỹ chỉ có một tổng thống duy nhất. Sau khi vượt qua ứng viên Đảng Dân chủ Al Gore trong kỳ bầu cử năm 2000, tổng thống George Bush cũng từ chối bình luận về các hồ sơ nóng như Triều Tiên và Israel cho đến khi ông nhậm chức vào đầu năm 2001. Chúng ta chỉ có một tổng thống và tổng thống nước Mỹ hiện nay là Clinton. Nước Mỹ cần phải thể hiện một tiếng nói thống nhất. Ông Bush đã nói như thế trong một cuộc họp báo. Đến năm 2008, đội ngũ chuyển giao quyền lực của tổng thống Obama tiếp tục khẳng định rằng ông đang tôn trọng nguyên tắc một tổng thống của nước Mỹ khi im lặng trước một vấn đề nóng tại thời điểm đó là cuộc chiến tại dải Gaza. Thư ký báo chí của ông Obama từng nhấn mạnh, nguyên tắc mang tính hiến pháp này rất quan trọng trong việc triển khai các chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, tình hình cuối năm 2016 hoàn toàn trái ngược khi nước Mỹ đang có hai tiếng nói mâu thuẫn nhau về những vấn đề quốc tế. Trong khi ông Obama thề sẽ trả đũa việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, ông Trump lại bày tỏ thái độ hoài nghi về cáo buộc này và cảm ơn ông Putin vì tấm thiệp mừng Giáng sinh rất đẹp. Khi Lầu Năm Góc yêu cầu Trung Quốc trả lại thiết bị lặn không người lái bị thu giữ ở Biển Đông, ông Trump lại đột ngột chuyển giọng tuyên bố Trung Quốc cứ giữ lấy nó. Ông Obama nỗ lực dỡ bỏ hệ thống đăng ký vốn dùng để theo dõi du khách đến từ những quốc gia Hồi giáo. Ông Trump nhiều khả năng lại hồi phục lại hệ thống này. Diễn biến đáng chú ý nhất là giới chức Israel mới đây đã liên lạc trực tiếp với ông Trump nhờ ông can thiệp vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu thông qua nghị quyết chỉ trích Israel xây dựng những khu định cư ở bờ Tây và Đông Jerusalem do Ai Cập đệ trình sau khi nhận thấy chính quyền ông Obama nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu trắng thay vì phản đối như trước. Ông Trump sau đó gọi điện cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Vận động nước này yêu cầu Hội đồng Bảo an hoãn phiên họp thông qua nghị quyết. Cairo đã đồng ý. Ngày hôm sau, khi bản dự thảo nghị quyết được 4 nước Malaysia, New Zealand, Senegal, Venezuela đệ trình và thông qua, ông Trump đã viết trên Twitter liên quan đến Liên Hiệp Quốc, mọi chuyện sẽ khác sau ngày 20 tháng 1. Những mâu thuẫn này đã tạo ra tình cảnh lộn xộn trong những tuần qua, khiến một nghị sĩ đảng Dân Chủ phải đệ trình dự luật sửa đổi điều khoản trong luật Logan năm 1799, yêu cầu Tổng thống đắc cử không được tham gia thực thi các quyết định đối ngoại có ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế, vị thế toàn cầu của Mỹ. Các bạn vừa theo dõi video. Ông Trump tố ông Obama đưa ra nhiều tuyên bố kích động cản đường. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình.
Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.